Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Hoa Kỳ. Tin liên quan đến một vụ nổ ở New York và một người bị bắt. Một vụ nổ làm rung chuyển một trong những bến xe buýt đông đúc nhất ở thành phố New York vào sáng 11 tháng 12. Cảnh sát cho biết rằng một nghi can bị thương đang bị giữ và không ai khác bị thương tích trong vụ việc xảy ra đúng giờ cao điểm này. Trong khi đó, trên Twitter, cơ quan phòng cháy chữa cháy của New York viết rằng có 4 người bị thương nhưng không bị đe dọa tới tính mạng và rằng một trong các nạn nhân là nhân viên cảnh sát tại bến xe buýt. Nghi can tầm khoảng 20 tuổi từ Bangladesh đã sống ở Hoa Kỳ trong 7 năm qua và có địa chỉ nhà ở khu vực Brooklyn của New York. Vụ nổ xảy ra chưa đầy 2 tháng sau khi một di dân Uzbekistan đã dùng xe tải đâm chết 8 người ở New York, trong vụ việc mà Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm. Hồi tháng 9 năm ngoái, một người đàn ông đã làm bị thương hơn 20 người sau khi kích nổ quả bom tự chế ở quận Chelsea thuộc New York, thưa quý vị. Hoa Kỳ bắt tàu ngầm chở 3.800 pounds cocaine gần bờ biển Texas. Một tàu thuyền duyên Hoa Kỳ mới đây chặn bắt được một tàu bán ngầm chở hơn 3.800 pounds cocaine, theo giới chức liên bang Hoa Kỳ hôm Chủ nhật cho biết. Theo cơ quan thuế và biên phòng, vào ngày 13 tháng 11 vừa qua, CBP và cơ quan Marine Operation bắt giữ thủy thủ đoàn của chiếc tàu trong hải phận quốc tế. Cả ba nghi can này sẽ bị đưa ra tòa ở Hoa Kỳ. Giám đốc Trung tâm Hành quân National Air Security Operations Center tại Corpus Christi, Texas, ông Alan Durham cho hay, các băng đảng ngày càng khôn lên và quỷ quyệt hơn để đưa ma túy vào Hoa Kỳ. Ông nói thêm, việc chặn bắt các tàu bán ngầm đòi hỏi phải có các khả năng chuyên môn cùng là phi cơ trinh sát đặc biệt. Chúng ta sẽ đánh bại mọi nỗ lực của thành phần băng đảng ma túy để bảo vệ biên giới mình. Cơ quan CBP cho hay đây là một cuộc hành quân nhiều ngày từ khi phát giác, theo dõi cho đến khi chặn bắt. Ngoài CBP còn có sự tham dự của tuần duyên và hải quân Hoa Kỳ. Cơ quan AMO điều hành các phi cơ trinh sát biển từ căn cứ ở Corpus Christi, Texas và Jacksonville, Florida. Các phi cơ này tiến hành các chuyến bay viễn thám dọc theo biên giới Hoa Kỳ, cùng là các khu vực thường xuyên là nơi vận chuyển ma túy, đặc biệt là cocaine ở Trung và Nam Mỹ, thưa quý vị. Trẻ em ở Hoa Kỳ uống nước máy, lợi hay hại? Trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên tại Hoa Kỳ không uống nước máy ít bị nhiễm chì nhưng lại có nguy cơ sâu răng cao. Đa số nước máy tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ có chất fluor, một chất thiết yếu cho sức khỏe răng miệng và giảm nguy cơ sâu răng. Tuy nhiên, với hệ thống máy lâu ngày lại khiến lượng chì trong nước máy cũng tăng theo. Điều này cho thấy uống nước máy cùng lúc mang lợi và hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ tại Hoa Kỳ. Vụ nhiễm chì cao trong hệ thống nước tại thành phố Flint, Michigan là một ví dụ điển hình của vấn nạn thường gặp này tại Hoa Kỳ. Nghiên cứu cho biết có 5.300 hệ thống cấp nước tại Hoa Kỳ nhiễm lượng chì và lượng đồng cao hơn mức quy định của tổ chức Environment Protection Agency. Sau khi các nhà nghiên cứu tại Đại học North Carolina khám nghiệm máu và răng của 16.000 trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên không uống nước máy, kết quả cho thấy các em này có nhiều nguy cơ bị sâu ít nhất một chiếc răng. Nhưng kết quả cũng cho thấy lượng chì trong các em ở mức bình thường. Một nhà nghiên cứu cho biết chỉ một lượng nhỏ trẻ em có lượng chì trong máu cao, nhưng hậu quả sức khỏe sau này lại rất nguy hiểm và khó chữa. Trong khi đó, cứ một trong ba trẻ nhỏ bị sâu răng, các em cảm thấy đau ngay tức khắc và điều này gây tốn kém để điều trị. Kết quả nghiên cứu được công bố trong American Journal of Preventive Medicine, thưa quý vị.
công ty dầu hỏa xây dựng dự án năng lượng mặt trời lớn nhất tại California. Bãi dầu Beatrice ở vùng thung lũng San Joaquin Valley thuộc miền trung California đã sản xuất khoảng 1,7 tỷ thùng dầu thô tính từ khi dầu hỏa được khám phá ở nơi đây vào năm 1911. Những bước tiến trong năng lượng mặt trời, 500 triệu thùng kế tiếp sẽ là xanh hơn một chút, tức là có lợi cho môi trường. Trên bãi dầu dài 12 dặm, công ty Era Energy sắp chi ra 250 triệu Mỹ Kim để thực hiện một dự án năng lượng mặt trời lớn nhất tại California và cũng là lớn nhất thế giới. Trung tâm của dự án sẽ là những khu nhà kính trên đất rộng gần 1 dặm vuông, giống như một nhà kính khổng lồ trên một nông trại. Được treo bên trong các lồng kính sẽ là những tấm thu năng lượng mặt trời. Đó là những tấm gương mong manh được làm từ những tấm nhôm lá và được treo bằng dây. Khi mặt trời di chuyển trên bầu trời, những động cơ nhỏ kéo những sợi dây để điều chỉnh độ cao của các tấm gương. Các tia được phản xạ được tập trung vào một hệ thống ống dẫn nước, xuyên qua khối thủy tinh tạo ra hơi nước. Kế hoạch tại Beatrice là dùng năng lượng mặt trời để sản xuất 12 triệu thùng hơi nước mỗi năm. Với phương pháp dùng năng lượng mặt trời, Era Energy sẽ tốn tiền trước trong một lần và sẽ thu lợi sau. Nếu tiếp tục dùng phương pháp hiện nay, công ty phải trả tiền hàng tháng cho khí đốt, khí thiên nhiên, chưa kể bị California kiểm tra phạt vì khối lượng khí thải carbon xuất phát từ khí đốt. Việc lắp đặt những tấm thu nhận năng lượng mặt trời của Glass Point sẽ tránh được 375.000 tấn khí thải carbon mỗi năm và bù lại khoảng 4,9 tỷ bộ khối dùng khí đốt nhiên liệu. Với khoản tiền chi tiêu chừng 3 Mỹ Kim trên mỗi 1.000 bộ khối, phương pháp mới sẽ tiết kiệm được khoảng 15 triệu trong những khoản tiết kiệm khí đốt mỗi năm cho tiền dùng nhiên liệu. Mặc dù sự tiết kiệm không là nhiều nếu nhìn về mặt tài chính, sự thực hiện dự án năng lượng mặt trời tạo ấn tượng tốt, tăng thêm uy tín cho công ty tại California, thưa quý vị. Tin liên quan đến một phụ tá cao cấp của Tổng thống Donald Trump từ chức vào đầu năm sau. Phó Cố vấn An ninh Quốc gia phụ trách chiến lược của Tổng thống Donald Trump là Jenna Powell dự định từ chức vào năm sau, nhưng sẽ tiếp tục có một vai trò trong ngoại giao Trung Đông. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders cho biết bà Powell, một nhân vật chủ chốt trong các nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ ở Trung Đông, lâu nay vẫn có kế hoạch chỉ lưu lại Tòa Bạch Ốc một năm và sau đó trở về nhà của bà ở New York. Người thay thế bà Powell có phần chắc là sẽ là Nadia Sturlo, một phụ tá trong Hội đồng An ninh Quốc gia đã làm việc với bà Powell về một chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần nữa. Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền cao cấp cho biết, bà Powell là một trong những người thuộc nhóm thân cận của ông Trump và là phụ tá chính cho Cố vấn An ninh Quốc gia Mark Master. Bà tham gia vào công tác ngoại giao khắp Trung Đông với cố vấn cao cấp của ông Trump và con rể Jared Kushner, thưa quý vị. Hoa Kỳ mất 20 tỷ Mỹ Kim mỗi năm vì tiệm ăn trốn thuế. Nhiều tiểu bang trên toàn quốc mất nhiều tỷ Mỹ Kim trong thu nhập thuế thương vụ đối với các nhà hàng và những cơ sở kinh doanh khác thiết đạt các phương pháp kỹ thuật cao để trốn thuế, gồm các hệ thống điện toán xài nhu liệu đám mây bắt nguồn từ Canada, Trung Quốc và những quốc gia ngoại quốc khác. Gian lận xuyên biên giới đang tước đoạt các tiểu bang Hoa Kỳ số tiền mà họ dùng cho giáo dục, thi hành luật pháp và những dịch vụ khác. Nhưng cho tới nay có rất ít nỗ lực có hợp tác để nhổ tận gốc những hoạt động tại hải ngoại trợ giúp các nhà bán lẻ lừa đảo trong báo cáo không đúng những thương vụ của họ, đặc biệt những nhà bán lẻ xài tiền mặt. Richard Ainsworth, giáo sư Đại học Boston University, là người đã viết về gian lận thuế thương vụ, phỏng đoán rằng
nhiều tiểu bang đang mất khoảng 20 tỷ Mỹ Kim tiền thu thuế mỗi năm vì nhiều phương pháp ngăn chặn thương vụ khác nhau. Nhưng ông ấy nhận thấy rằng số liệu toàn bộ là điều khó theo dõi. Với sự giúp đỡ của các công tố viên liên bang, năm nay Washington đã trở thành tiểu bang đầu tiên truy tố thành công nhà phân phối phần mềm bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được sử dụng để gian lận thuế thương vụ. Cuộc truy tố đó được giúp đỡ bởi việc tội phạm hóa luật tiểu bang năm 2014 về sử dụng các thiết bị điện tử kiểm soát từ xa và những cách khác để thay thế hồ sơ xin phép sử dụng tiền mặt. Khoảng 26 tiểu bang khác đã thông qua điều luật tương tự. Trong vòng 6 tháng qua, nhiều chủ nhà hàng tại Minnesota, Michigan và Connecticut đã bị truy tố với việc sử dụng phần mềm ngăn chặn thuế thương vụ bất hợp pháp. Trong một số trường hợp, các chủ nhà hàng đã lấy tiền thuế được chuyển qua để trả tiền mặt cho nhân viên bằng cách ngăn chặn các đòi hỏi trả tiền bồi thường lao động cho công nhân, lương làm việc quá thời hạn ấn định và nhiều phúc lợi khác, thưa quý vị. Tin liên quan đến những ngày mua sắm rẻ nhất trong tháng 12 là ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12, TV rẻ, ngày 13 tháng 12, laptop giá rẻ, ngày 15 tháng 12, giày áo quần với giá rẻ. Hiệp hội các nhà bán lẻ toàn quốc phỏng đoán rằng 30% hạ giá hàng bán lẻ hàng năm tại Hoa Kỳ xảy ra từ Black Friday tới Christmas. Hơn một nửa những người đi mua sắm không kết thúc mùa mua sắm lễ Giáng sinh của họ cho đến cuối tháng 12. Như thế vẫn còn nhiều hàng hạ giá suốt tháng này. Carol James làm việc cho trang mạng mua sắm hạ giá Rather Be Shopping đã tìm kiếm trong 9 năm các dữ liệu để tìm ra những loại hàng đại hạ giá trong tháng 12. Sau đây là một số kết quả nghiên cứu của Kel về mua sắm trong tháng 12. Từ ngày 8 tới ngày 10 tháng 12, thời gian là thời gian tốt nhất để mua máy TV rẻ, tiền tại các tiệm Best Buy, Costco và Walmart. Dựa trên các dữ liệu của những năm trước thì hạ giá cho các TV của Samsung, Sony, Vizio và Panasonic có thể rẻ tới từ 30-40%. Vào ngày 10 tháng 12, mua các loại đồ thể thao tại Sport Authority, Dick's Sporting Goods, Models và Big Five Sporting Goods với giá rẻ vì họ thường cho coupon vào ngày này. Vào ngày 13 tháng 12, cả Dell và HP đều giảm giá trong vòng 3 năm qua. Và ngày 13 tháng 12 cũng là ngày các tiệm Home Depot, Lowe's và Ace Hardware bán hạ giá các mặt hàng của họ. Và vào ngày 15 tháng 12 là ngày mua sắm tự do trên toàn quốc nên có nhiều mặt hàng như giày dép, áo quần bán rất rẻ trên mạng với chuyên chở miễn phí tại các cửa hàng như Gap, Lands End, American Eagle, Macy và Old Navy, thưa quý vị. An toàn nhất không có Cali. An toàn nhất Hoa Kỳ là Nashville, bất an nhất Hoa Kỳ là Fort Lauderdale. Công ty khảo sát tài chính Wallet Hub nghiên cứu tình hình hơn 180 thành phố khắp Hoa Kỳ, xem xét khả năng dễ bị thiên tai, tình hình tài chính địa phương, an toàn, nhà và khu phố nói chung. Công ty sử dụng gần 3 tháng điểm để phân tích, trong đó có tội bạo lực trên mỗi đầu dân số, cơ nguy động đất, cháy rừng, bão lụt ảnh hưởng kinh tế như tỷ lệ dân nghèo v.v. Nhóm 10 nơi an toàn nhất là Nashville là 87,4, South Burlington 87,3, Warwick 87,2, Columbia 86,5, Gilbert, Arizona 85,3, Fargo 85,3, Lewiston, Maine 84,4, Plano, Texas 84,1, Portland, Maine 84, Brownsville, Texas 83,9 và nơi kém an toàn nhất Hoa Kỳ là Fort Lauderdale 43,2, St. Louis
48,9, San Bernardino, California 50,6, Oklahoma City 55,1, Detroit 56,3, Little Rock 57,2, Orlando, Florida 57,2, Chattanooga, Tennessee 58,5, Baton Rouge 60,2 và Jackson, Mississippi 60,8. Chi phí cứu hỏa của đám cháy Thomas Fire đạt 17 triệu Mỹ Kim. Chi phí của việc đối phó với đám cháy Thomas Fire đã đạt 17 triệu Mỹ Kim, trong lúc diện tích cháy đã tăng lên là 148.000 acre vào sáng thứ Bảy và tỷ lệ khống chế là 15%. Sau khi tiêu đốt trong 6 ngày liên tục, Thomas Fire đã đổi từ dạng lan rộng nhờ sức gió thành lan rộng theo địa hình. Theo Sở Cứu hỏa Ventura County cho biết, các trận gió Santana và độ ẩm không khí thấp đã giúp Thomas Fire mở rộng nhanh chóng trong những ngày đầu tiên. Đám cháy Thomas Fire bắt đầu từ thứ Hai tại Santa Paula, hiện đã tiêu hủy 537 ngôi nhà và làm hư hại 118 ngôi nhà khác. Khoảng 15.000 ngôi nhà đang bị đe dọa. Vào thứ Bảy, lệnh di tản vẫn còn hiệu lực tại nhiều khu vực như La Conquista, Casista Springs và Matilla Canyon. Gần 4.000 nhân viên đang làm việc tại khu vực cháy, cùng nhiều trực thăng và máy bay nhỏ. Thống đốc California Jerry Brown vào thứ Bảy đã đến thăm các khu dân cư bị cháy tại Ventura County và nói rằng các trận cháy rừng vào mùa đông đang dần trở thành một hiện tượng thường kỳ, thưa quý vị. Tin liên quan đến Nam California nỗ lực ngăn lửa cháy rừng tràn xuống bờ biển. Lính cứu hỏa ở vùng Nam California vào sáng thứ Hai tiếp tục nỗ lực ngăn không để tường lửa hung hãn từ núi tràn xuống các khu dân cư dọc ven biển. Sau khi một đám cháy lớn bất ngờ lan rộng ra, trở thành đám cháy rừng lớn thứ năm trong lịch sử tiểu bang California, hàng chục ngàn người dân tiếp tục có lệnh di tản hôm thứ Hai khi ngọn lửa tiến về hướng Tây, qua khu vực đồi núi của Carpinteria và Montecito, hai thành phố ven biển thuộc quận Santa Barbara, cách Los Angeles chừng 75 dặm về hướng Tây Bắc. Phần lớn khu vực lửa mới lan ra là ở nơi thưa thớt dân cư, nằm về phía đông và phía bắc của khu lâm viên quốc gia Los Padres, nơi đám cháy rừng lớn thứ tư trong lịch sử tiểu bang diễn ra một thập niên trước đây. Đám cháy này đã tiêu rụi hơn 750 căn nhà đủ loại, nay đốt thêm 6 căn nữa ở Carpinteria. Lính cứu hỏa nay chỉ mới ngăn chặn được 15% sau khi có khoảng 360 dặm vuông bị cháy. Trong khi đó, các nỗ lực ngăn chặn cháy rừng đã có kết quả ở quận Los Angeles, Riverside và San Diego. Lính cứu hỏa được chuyển từ những nơi này về khu vực Santa Barbara để giúp đối phó với đám cháy tại đây, thưa quý vị. Tin liên quan đến sự thâm thủng ngân sách, Santa Ana vẫn tăng thêm 1,5 triệu tiền lương cho nhân viên nghiệp đoàn. Hội đồng thành phố Santa Ana đang có nguy cơ bị thiếu hụt ngân sách, được dự đoán là khoảng 600.000 Mỹ Kim trong năm nay. Tuy nhiên, vào ngày thứ Ba, hội đồng đã thông qua một khoản tăng lương là 1,5 triệu Mỹ Kim cho các nhân viên thành phố. Hội đồng thành phố Santa Ana đang có nguy cơ bị thiếu hụt ngân sách, được dự đoán là 600.000 trong năm nay. Trong số những mức tăng đó có khoản tăng lương là 2% cho các nhân viên cảnh sát không tuyên hệ. Các nhân viên không thuộc ngành cảnh sát được đại diện bởi Service Employees International Union. Nghiệp đoàn quốc tế các nhân viên dịch vụ sẽ nhận lương một mức tăng lương căn bản là 2,25%. Tính ngược lại từ ngày 1 tháng 9 năm 2017, cộng thêm những khoản phúc lợi được mở rộng cho việc đổi thời gian kỳ nghỉ ra tiền mặt. Những mức tăng lương nhân viên tổng quát sẽ khiến cho thành phố tốn thêm 1,35 triệu Mỹ Kim trong tài khoá hiện nay. Trước đó, Hội đồng thành phố chấp nhận
tăng 2,7 triệu tiền lương mỗi năm cho các nhân viên cảnh sát trong tháng 7 với những mức tăng từ 5,6% cho tới 10,6% cho các cảnh sát viên thuộc các cấp khác nhau. Cả hai mức tăng lương mới này đều được chấp thuận với tỷ lệ phiếu là 6-1. Nữ nghị viên Michelle Martinez là người duy nhất phản đối sự tăng lương, thưa quý vị. Tin liên quan đến nhà thiết kế Jony Ive sẽ trở lại thiết kế iPhone. Ông Jony Ive, người góp phần tạo nên nhiều thế hệ iPhone, sẽ quay về trực tiếp quản lý nhóm thiết kế điện thoại của Apple. Điều này khiến nhiều người hy vọng kiểu dáng iPhone kế tiếp sẽ có nhiều thay đổi mang tính sáng tạo. Trong triều đại của Steve Jobs, ông Jony Ive được coi là một ngôi sao về thiết kế. Chính ông là người khơi nguồn cho những sản phẩm hàng đầu của Apple. Vào năm 2015, ông chuyển sang vị trí giám đốc thiết kế, không đảm nhận vị trí thiết kế trực tiếp tại Apple và tập trung phát triển trụ sở phi thuyền Apple Park. Trong hai năm qua, Alan Dye và Richard Haworth đã làm thay ông công việc của Ive. Giờ đây, sau khi Apple Park hoàn thành vào tháng 9, ông Ive đang quay lại để tự trai, vẽ ra hình dáng của chiếc Apple kế tiếp. Tại Apple Park, các quản lý và đội thiết kế của Apple sẽ tiếp tục báo cáo trực tiếp với Jony Ive, người từ nay sẽ tập trung hoàn toàn vào công việc thiết kế hãng Apple, cho biết trong bài phỏng vấn mới đây. Jony Ive là nhà thiết kế nổi tiếng của Apple, gia nhập công ty vào năm 1992. Ông chỉ mất 4 năm để đứng đầu bộ phận thiết kế. Ông góp công lớn trong việc tạo ra kiểu dáng của những sản phẩm nổi tiếng mang lại thành công cho Apple như ngày nay. Ông Ive không quản lý trực tiếp nhóm thiết kế. Apple hứng chịu nhiều chỉ trích về việc loại bỏ jack cắm tai nghe hay phần tai nhỏ trên iPhone S. Apple bị cho là tụt hậu về mặt thiết kế so với các đối thủ. Với sự trở lại của Jony Ive, Apple được kỳ vọng sẽ có nhiều thay đổi đáng kể, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài phút quảng cáo thương mại với điểm tin Việt Nam.